xét tới bệnh viện bất động sản thế giới thì đầu tư trong ngành suy giảm mạnh ở Hồ Chí Minh thì chào thuê nhà phố quý 2 2020 giảm mạnh so với quý trước. Đối với thị trường nhà ở thì giao dịch căn hộ chung cư trong 6 tháng đầu năm 2020 cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều ghi nhận mức giảm sâu. Vinhome Grand Park, Aqua City với lại là Tram Skyworld thì tôi cho rằng sẽ triển vọng tăng giá và tăng trưởng trong tương lai sẽ không lớn. Đâu đó chỉ cần bé cái sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang nhà đầu tư đã nảy lên. Chiều hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái ngành cũng rất là lớn trên thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta, đó là ngành bất động sản. Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sâu về triển vọng của ngành bất động sản, cơ hội và rủi ro của ngành này như thế nào. Trước khi vào nội dung chi tiết thì cho phép tôi xin giới thiệu thành phần của các chuyên gia trao đổi ngày hôm nay. Hôm nay là một hôm khá đặc biệt vì chúng ta không chỉ có các chuyên gia ngồi từ đầu Hà Nội mà còn có thêm các chuyên gia cover ngành bất động sản trong đầu thành phố Hồ Chí Minh mà các bạn họp qua Zoom meeting. Các quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trên cái màn hình này, góc kia là các anh chị em team Hồ Chí Minh hôm nay sẽ tham gia cùng với chúng ta. Thì đầu tiên là thành phần analyst có anh Trịnh Mạnh Cường là investment analyst của công ty quản lý quỹ iBank. Đây. Thứ hai là anh Phục của khối dịch vụ đầu tư. Đó là hai chuyên gia đầu Hà Nội. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh thì team gồm các bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phan Như Bách, Phạm Thanh Ngọc và bạn Hoàng Đức Phương đến từ một phần nghiên cứu của VNREX và WebVisor của team kinh doanh. Rồi, cũng như mọi khi cái phần chia sẻ sẽ gồm có ba nội dung chính. Phần đầu tôi sẽ đi tóm tắt rất nhanh cập nhật tình hình các thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua và ảnh hưởng đến thị trường. Thứ hai là sau đó đến phần chính chúng ta sẽ tập trung vào thảo luận triển vọng ngành bất động sản và cuối cùng là phần giao lưu với các quý nhà đầu tư. Thì các quý nhà đầu tư có thể tham gia đặt câu hỏi qua fanpage của của công ty của phần chứng khoán VNREX để mà chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay để giải đáp ha. Rồi, tôi xin phép đi vào phần đầu tiên, phần chung về cập nhật tình hình chung. Thì Covid chúng ta vẫn điểm nhanh qua một chút thôi. Bây giờ số lượng tổng người mắc đã lên đến gần 30 triệu người rồi, đúng không ạ? Và số người chết đã gần 1 triệu người rồi. Nói chung là con số rất là khủng khiếp. Và hiện tại ngoài các cái thông tin tổng quan thì có thêm một cái thông tin rất là đáng lưu ý, đó là Ấn Độ đã chính thức vượt qua Brazil và trở thành quốc gia đứng hàng số 2 trong số danh sách các quốc gia mà có số lượng người bị nhiễm Covid-19 là nhiều nhất thế giới, chỉ sau nước Mỹ thôi. Đấy, và Ấn Độ thì có lẽ là tình hình điều kiện y tế chăm sóc nó cũng không được tốt như là các nước châu Âu, thì có thể đây sẽ là một điều rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Tình hình thêm một cái nữa là Nga đã tiêm vaccine hàng loạt cho người dân trong một cuộc nghiên cứu tới giai đoạn 3 rồi. Và việc tiêm phòng cái vaccine này là miễn phí và đang cần ở giai đoạn 3 này cần đến 40.000 người tình nguyện. Thì đây là một thử nghiệm rất lớn. Trong khi đó là cái vaccine do hãng AstraZeneca và đại học Oxford bên Anh đưa ra thử nghiệm test thì có vấn đề với một người tham dự ở Anh bị nghi là có phản ứng tiêu cực của vaccine và chưa rõ nguyên nhân, thì người ta đã tạm dừng thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine này. Đó là một số thông tin cập nhật để anh chị lưu ý. Về thông tin kinh tế thị trường nói chung thì ở Mỹ là tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 giảm xuống mức 8.4% và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4, đúng không? Khi mà bắt đầu xảy ra Covid và lockdown các nơi thì được đánh giá là thị trường lao động Mỹ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rồi. Thứ hai là Trung Quốc thì xuất khẩu tháng 8 tăng 9.5% year on year. Đây là tháng thứ ba liên tiếp. Thì do nhiều đối tác thương mại của Trung Quốc đã nới lỏng bệnh là phong tỏa rồi. Nhưng tuy nhiên thì các chuyên gia đánh giá là cái tăng trưởng này có thể nó cũng chưa bền vững, bởi vì trước cái diễn biến của Covid vẫn còn khá là phức tạp và có thể là lúc họ mở ra hút là đóng lại là chúng ta sẽ chưa biết như thế nào cả. Ấn Độ thì GDP quý đầu tài khoá của năm tài chính 2020-2021 đã giảm rất mạnh với tỷ lệ giảm lên đến 24%. Thì nếu mà lệnh phong tỏa tiếp tục kéo dài và tình hình Covid nghiêm trọng như này thì Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Việt Nam mình thì thông tin về Việt Nam là thị trường ngoại hối đã tăng đến mức kỷ lục rồi. Hết tháng 8 là mức
thị trường ngoại hối là 92 tỷ đô la. Rồi về thị trường chứng khoán thế giới thì hiện tại là thị trường thế giới bị điều chỉnh khá mạnh là do là nhóm cổ phiếu công nghệ sau một giai đoạn dài tăng rất mạnh thì hiện tại đã điều chỉnh rất là mạnh. Số tài khoản ở Việt Nam tăng rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên nếu mà tính vô thì cả dân số mình có 2,7 triệu, dân số 27% dân số dùng chứng khoán thôi, thì có nghĩa là tiềm năng vẫn còn cực kỳ lớn trong ngành này. Các kênh tài sản thì vàng được dự báo là vẫn sẽ ở mức cao trong năm tới. Về một vài thông tin liên quan đến thị trường bất động sản thì tí nữa các chuyên gia sẽ trao đổi chi tiết hơn. Ở đây tôi chỉ mang tính chất là brief nhanh thôi. Đó là xét trên bình diện bất động sản thế giới thì đầu tư trong ngành này suy giảm mạnh. Tính đến 6 tháng 2020 thì hoạt động đầu tư ngành bất động sản giảm đến 45% so với cùng kỳ tại khu vực APEC và giảm lần lượt 36% và 19% tại Mỹ và châu Âu. Đặc biệt là đầu tư vào ngành khách sạn là giảm 59% và ngành bán lẻ trong bất động sản là giảm 41%. Đây là nguồn của Savo. Ở Việt Nam thì khảo sát của nguồn CBA cho thấy là giá thuê bất động sản thành phố giảm tương đối mạnh. Ở Hồ Chí Minh thì chào thuê nhà phố quý 2 2020 giảm mạnh so với quý trước. Ví dụ như ở khu vực quận 1 là giảm 16%, Bình Thạnh là giảm 14%. Và trung bình nói chung là giảm từ 10 đến 20%. Ở Hà Nội thì giá điều chỉnh ở biên độ hẹp hơn, giảm khoảng 8 đến 12%. Và CBRE cũng dự báo là tình hình sẽ chưa cải thiện đến hết năm 2020. Ở khu bất động sản nhà thương mại shophouse cũng cho thấy là cũng có nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư tham gia vào phân khúc này. Trong khi đó thống kê về lượng cung trong mấy năm qua là giảm tương đối mạnh ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà ta tính cái năm mà cao nhất là năm 2016 với số lượng dự án được cấp phép là khoảng 106 dự án thì đến 6 tháng đầu năm 2020 con số này chỉ có 12 dự án thôi. Đây là thông tin để anh chị có thể tham khảo thêm. Rồi và trong khi đó thì cái nguồn cung này chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp chiếm một tỷ lệ lớn. Thì ở đây đánh giá là liệu có bong bóng bất động sản hay không thì nhóm các chuyên gia phân khúc quản lý tài sản của VNREX cho rằng là có thể sẽ có một vài phân khúc bị giảm giá, nhưng mà cái mức độ sụt giảm nó sẽ không mạnh như là cái giai đoạn trước 2011-2012 do là những nguyên nhân chẳng hạn như nguồn cung đang bị siết này, rồi thị trường bây giờ phát triển chuyên nghiệp hơn và môi trường lãi suất cũng thấp hơn hỗ trợ. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mình làm việc với các bạn làm môi giới trong một số cái dự án bất động sản thì nhất là những ai mà kiểu vay đợt trước ấy để mà đầu tư ấy, nhất là những dự án ở xa và giá cao thì bây giờ là vừa bị Covid nó hít vô cái dòng tiền không có thì họ cắt lỗ cũng tương đối nhiều. Một vài cái thông tin thêm rồi thế thì bây giờ sang cái phần nội dung chính ngày hôm nay là triển vọng của ngành bất động sản, thì sau đây tôi xin nhường lời cho các chuyên gia cover ngành bất động sản trong đầu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ brief cho các quý nhà đầu tư trước một số thông tin tổng quan, và sau đó chúng ta sẽ đi vào phần trao đổi chi tiết view của các chuyên gia. Xin mời Tú, analyst của VNREX, có thể đại diện cho team Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi qua Zoom cho các nhà đầu tư nắm được thông tin tổng quan về ngành. Mời Tú. À, bật mic rồi này, bật mic lên, em bật mic lên. Anh cần mic đi các bạn nghe em. Không, anh nói các bạn nghe. Xin chào anh ạ. Rồi, mời Tú bắt đầu. Anh bật, anh thấy nghe khá rõ rồi đấy. Rồi, dạ dạ. Về diễn biến thị trường của bất động sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 thì hiện tại là có hai nhóm thị trường có nhiều biến động nhất, đó là thị trường du lịch và thị trường nhà ở. Do dịch Covid-19 Việt Nam đã thực hiện cách xã hội từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4. À, Tú ơi, lúc nào mà em bảo chuyển slide thì em bảo anh nhé, dù next slide hay chuyển dạ. Slide để anh chuyển cho em. Dạ dạ, ok ạ. Do việc giãn cách xã hội và tạm dừng các việc thực từ cho người nước ngoài từ ngày 18 tháng 3 đã ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch bất động sản cũng như là các hoạt động du lịch của Việt Nam rất nhiều. Và theo ghi nhận của tổng cục thống kê trong 6 tháng đầu năm 2020 thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm 56% so với cùng kỳ 2019. Là chỉ đạt 3,7 triệu lượt, trong khi 6 tháng 2019 con số này nó lên tới là 8,5 triệu lượt. Trong đó có 4 thành phố bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đó là Thành phố Hồ Chí Minh,
Anh qua slide giùm em ạ. Ở trong tháng 4 thì doanh thu của hầu hết các khách sạn lớn nhỏ gần như bằng không, và tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tỷ lệ lấp đầy sụt giảm khoảng 50 điểm so với cùng kỳ năm ngoái, và giá thuê cũng giảm 25%. Đây là một giảm có thể nói là lịch sử từ trước đến nay. Vào giữa tháng 6, khi mà sau khi dịch Covid đã được kiểm soát, chúng tôi có được cơ hội là đi khảo sát tại số một địa điểm du lịch như là Hội An, Đà Nẵng, Cam Ranh và Nha Trang. Anh qua slide giùm em thôi ạ. Tại thời điểm này, do hiếu vắng nguồn cầu từ khách du lịch nước ngoài và cùng với tâm lý lo ngại của người dân trong nước, nên là mặc dù đã kiểm soát được dịch hơn một tháng nhưng mà vẫn ghi nhận tình trạng vắng vẻ ở hầu hết điểm du lịch. Tỷ lệ lấp đầy của khách sạn, của các khách sạn 4 sao và 5 sao theo như bên tụi em khảo sát thì cũng chưa đạt được, có một số khách sạn chưa đạt được 10%, và các dịch vụ trong khách sạn như là các nhà hàng, các quầy bar họ đều phải tạm thời đóng cửa để cắt giảm bớt chi phí hoạt động. Nhưng không phải các địa điểm du lịch nào nó cũng ảm đạm như vậy. Ví dụ như là ở Phan Thiết, ở nơi đây nó có nguồn cầu là khách nội địa nó dồi dào hơn. Nên khi tụi em khảo sát thì có một số khách sạn là nó tỷ lệ lấp đầy của nó trên tới 70%, do đó có thể nói là mức độ tác động của Covid tới ngành du lịch thì nó sẽ gây ra những khó khăn, nhưng mà cái tùy theo những địa điểm nó sẽ có mức độ tác động khác nhau đối với thị trường nhà ở. Anh qua slide giùm em với nhà. Đối với thị trường nhà ở thì giao dịch căn hộ chung cư trong 6 tháng đầu năm 2020 cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều ghi nhận mức giảm sâu. Giảm 39% ở Hà Nội và 65% ở 39% ở thành phố Hồ Chí Minh và 65% ở Hà Nội trong nguồn cung mới. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường so với lượng hàng bán ra thì vẫn ở mức tốt, nhưng mà so với lượng giao dịch của năm 2019 thì nó giảm tới 49% ở thành phố Hồ Chí Minh và 56% ở Hà Nội. Thứ nhất là do sự khan hiếm của ngành nguồn cung và tâm lý lo ngại xuống tiền của người mua. Một điểm sáng trong thị trường nhà ở là giao dịch nhà liền thổ ở thành phố Hồ Chí Minh so với cùng kỳ. Anh qua slide giùm em với ạ. Giao dịch nhà ở khu ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu đông, đã tạo nên điểm sáng cho thị trường nhà ở giữa đại dịch Covid. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng giao dịch nhà liền thổ đã tăng 103% so với cùng kỳ trong mùa cung mới, và lượng giao dịch tăng 72% so với cùng kỳ nhờ sự đóng góp của các dự án của khu vực phía đông như là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đang mở lên gần đây khi chính phủ đã đồng ý sáp nhập 3 quận trên thành thành phố Thủ Đức. Riêng Hà Nội, nguồn cung vẫn ghi nhận mức giảm 93% so với cùng kỳ và lượng giao dịch cũng giảm 79% so với cùng kỳ. Đó là những diễn biến trong 6 tháng đầu năm 2020 nổi bật nhất. Anh em có bổ sung thêm gì ở một số cái phân khúc ở khu vực? Em có bổ sung thêm ấy, thì khu phía đông này sau khi có thông tin về sáp nhập ba cái quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức ấy, thì những cái dự án đây đã có sự cái nguồn cung nó dồi dào hơn, nguồn cầu cái cầu dồi dào hơn, và ở đây thì em có list ra ba dự án nổi bật ở khu đông thành phố Hồ Chí Minh, là bao gồm Vinhome Grand Park, Aqua City với lại là Trang Skyworld. Anh qua anh cho qua cái slide của ba dự án đó giúp em với anh. Dạ đúng rồi. Đó là ba cái dự án nó đặt ở trên bản đồ luôn đó mọi người. Cùng tiếp biệt. Dạ, thì mọi người thấy ở đây là ba dự án này đều nằm ở khu vực gần giáp ranh giữa quận 9 và Đồng Nai. Đồng thời chúng ta thấy được là cái giao thông của nó sẽ dựa vào hai điểm chính, hai kỳ ở đây. Đầu tiên là xa lộ Hà Nội, như anh thấy đây là có cái nó nằm ở giữa xa lộ Hà Nội cũng như là cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì đây là hai cái thi để mà push cái giao thông ở khu vực này lên. Đồng thời cái dự án Trans Skyway ấy, ngoài cái việc là nằm gần cao tốc Long Thành Dầu Dây nữa thì nó cũng nằm gần so với cái sân bay Long Thành, cũng là một kỳ năng thủ chính của nó.
ở đây thấy là cái cao tốc Long Thành Dầu Dây có vẻ là cái tuyến lưu thông của nó rất là trơn tru thoải mái, và nó chưa có xảy ra tình trạng kẹt xe giống như là trên xa lộ Hà Nội. Cho nên ba dự án này có vẻ là trên Skyway mặt giao thông là thuận lợi nhất. Như vậy thì so sánh giữa cái Vinhome Grand Park lại là Aqua City đi. Thì anh Quang giúp ba lên cái slide tiếp theo anh Quang. Dạ đây. Chúng ta thấy là Vinhome Grand Park mặc dù là nó nằm ở khu vực là thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì nó nằm ngay trong khu dân cư hiện hữu. Thì cái việc mà mở rộng đường ấy, mặc dù là có những cái thông tin, những cái quy hoạch mở rộng đường, nhưng mà rất khó khăn để làm cái việc đó khi mà khu dân cư đã hiện hữu rồi. Và cái việc mà giải phóng mặt bằng thì chỉ có là ngày càng khó chứ không phải dễ đi đường. Càng ngày càng đông, mà anh em cứ hình dung 44.000 căn hộ của Vinhome mà nếu mà nó cung hết ra thị trường á, thì nó sẽ có một cái mật độ dân cư đông khủng khiếp hơn nữa. Và đây dân nó ở sẵn rồi, bây giờ muốn mở rộng đường thì không thể nào mà đuổi họ đi được. Cho nên về cái việc mở cái view mở rộng đường của Vinhome á, gần như nó khó khả thi, khó khả thi hơn là những cái lời hứa của bên phía doanh nghiệp. Còn về hai dự án kia thì mọi người thể thấy là cái key point chính ở đây á, là cái tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì như hai dự án mà ở phía Đồng Nai thì cái việc kết nối giao thông thì nó sẽ trơn tru hơn, thuận tiện hơn so với dự án này ở khu vực quận 9. Hiện tại thì Aqua City cái dự án này có vẻ là hơi không hấp dẫn lắm, tại vì cái vị trí của nó vẫn đang nằm ở khu vực Đồng Nai, và cái liên kết giao thông thì có thể là đi qua cái tuyến xa lộ Hà Nội vốn cũng đang bị chạy xe nhiều. Tuy nhiên là anh em thấy cái slide tiếp theo anh Quang. Đó thì không slide vừa rồi. Dạ. Thì họ sẽ có thể là họ sẽ đề xuất xây một cái cây cầu bắc qua, anh em sẽ nhìn thấy cái vạch màu đen đầu tiên á bên tay phải. Cái cầu này là cây cầu bằng cống bằng cả sức. Bằng cả sức á. Thì cái cầu này sẽ được đổ cái đường thông lộ 2 nối thẳng và kết nối giao thông với lại là cao tốc Long Thành Dầu Dây. Như vậy thì như trên bản đồ ở đây á, thì cái khoảng cách từ dự án về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh á, là khoảng đâu đó là 25 cây 26 cây. Với cái đường thông lộ 2 60m cũng như là cái tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, thì cái thời gian mà di chuyển đâu đó tầm hơn 30 phút cũng không đến nỗi là nó quá xa như so sánh với những khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh như Tân Phú hay là khu vực Tân Bình mà lên trung tâm thành phố. Thì cái thời gian nó cũng khá là cũng là tương đương nhau đấy. Cá nhân em đã từng ở những cái khu vực như là Tân Phú này, Gò Vấp này, và từ đó đi lên thành phố Hồ Chí Minh để đi làm, cũng như là từ thành phố Hồ Chí Minh về những cái vùng đó thì cũng mất tầm 1 tiếng đồng hồ nếu mà có kẹt xe, và thường là ngày nào cũng kẹt xe hết và đi rất là mệt, chưa kể những ngày là lội. Thì nếu như người ta có thể mua được những dự án ở bên khu vực ở bên Phú Đông á, thì rõ ràng mặc dù là cái tuyến đường nó sẽ xa hơn nhưng mà người ta đi sẽ không bị sợ kẹt xe, và đường cao tốc thì đi sẽ rất là nhanh. Bây giờ cái câu chuyện nó quay lại nằm ở chỗ là cái cầu vàng cái sức nó có khả năng được xây dựng hay không, thì view Phương sao em? Cái cầu này thì khả năng sẽ được xây dựng ở trong tháng cuối tháng 9 này. Thì sẽ có lễ khởi công và có cái quyết định là thi công rồi. Em nghĩ đó đến thời gian thôi. Và cái view ở đây, cái view của dự án này là view 3 năm nữa. Khi mà đầu tư thì như Tú chia sẻ là nó đang nghĩa nguồn cung như dự án trong 6 tháng đầu năm cũng giảm. Tuy nhiên cái mức hấp thụ nó vẫn cao đúng không Tú? Đúng rồi. Đó, tại sao? Tại vì đối với dự án này thôi, hoặc là nói rộng ra những dự án khác, thì các chủ đầu tư họ cũng đã có những cái chính sách về vay vốn để cho hỗ trợ nhà đầu tư làm sao để họ có được căn nhà mơ của mình. Đối với bản thân em khi đầu tư dự án này thì cũng đã sử dụng vốn vay, và cái vốn vay của nó cũng được những cái chính sách cực kỳ là thân thiện nhà đầu tư. Như dự án này thì cái vốn vay đâu đó tầm 30% vốn vay ngân hàng, và nó ân hạn nợ gốc cũng như là cái lãi cũng được chủ đầu tư sẽ được xuất bóc được như đó luôn. Có những dự án mà chúng ta có thể là chúng ta trả khoảng tầm 30% giai đoạn đầu, và chúng ta mỗi tháng chúng ta trả tiếp theo là khoảng tầm 5%, và chờ cho tới khi mà chúng ta nhận nhà chúng ta trả những phần còn lại, thì cái tiền mà chúng ta phải trả cả vay hàng kỳ nó rất là nhẹ nhàng, chúng ta hoàn toàn có thời gian ta thu xếp cái khoản đó. Thì theo anh, cái yếu tố mà
chủ đầu tư hoặc support những nhà đầu tư ở điểm đó chính là cái key point tại sao mà hấp lực hấp thụ mặc dù là cái nguồn cung giảm nhưng lực hấp thụ nó vẫn giữ nguyên. Rồi ok, tạm thời cái phần brief đầu của các chuyên gia như vậy ha. Chúng ta còn thêm một cái phân khúc khá là chuyên biệt của bất động sản khu công nghiệp thì có thể sẽ cập nhật thêm sau một chút. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây để chúng ta nghe chia sẻ của các chuyên gia liên quan đến cái view chung tổng thể của ngành bất động sản trong ngắn trung và dài hạn như thế nào, so với chu kỳ trước ra sao, có cái đặc điểm gì nổi bật hay không, và cái cơ hội đầu tư cũng như rủi ro đối với các nhà đầu tư trực tiếp vào bất động sản và cũng như đầu tư qua cổ phiếu thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Đó là cái phần đầu. Sau đó chúng ta sẽ đi vào các cái cơ hội cụ thể hoặc là từng phần cụ thể phía sau. Thì đầu tiên là xin mời anh Cường có thể chia sẻ với các quý nhà đầu tư view chung của anh một cách tổng quát về ngành bất động sản của Việt Nam, cơ hội rủi ro như thế nào trong giai đoạn này. Xin mời anh Cường. Đầu tiên thì mình cũng đồng khá là cùng quan điểm với team trong Hồ Chí Minh. Tức là nếu mà mình tiếp cận theo các thành phần tham gia với thị trường này thì đầu tiên đó là nhà điều hành, tức là chính phủ. Thì mình có thể thấy là chính phủ khá là support và hỗ trợ cho thị trường bất động sản trong giai đoạn dịch Covid. Thiết thực nhất là mình thấy là cái lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền vay luôn được giữ ở mức khá là thấp. Thì đây là một yếu tố rất là tích cực giúp cho các nhà đầu tư và những người mua nhà, người ta không bị áp lực về cái mặt tài chính trong ngắn hạn khi mà giai đoạn kinh tế là khó khăn. Đồng thời là áp lực của các nhà đầu tư thứ cấp khi mà phải bán bớt tài sản để trang trải những cái khoản chi phí khác. Thì cái support của chính phủ trong cái lĩnh vực này như mình đánh giá là khá là tốt. Cái thành phần thứ hai đó là các nhà đầu tư. Thì như các bạn trong Sài Gòn cũng chia sẻ đó là các nhà đầu tư cũng luôn đưa ra các chương trình bán hàng cũng như là chương trình thanh toán để bằng mọi cách là hấp dẫn được các nhà đầu tư mới cũng như là đảm bảo cho cái việc thanh khoản và việc chi trả tài chính của những người mua nhà cũ. Đến cái thành phần thứ ba đó là những người mua nhà. Thì mình có thể thấy rõ đó là những người mua nhà là những người bị tác động tương đối là mạnh từ cái dịch Covid. Yếu tố chính đó là việc sụt giảm thu nhập và cái việc mất việc làm. Tuy nhiên đâu đó mình thấy là không có áp lực bán quá mạnh trên cái thị trường bất động sản từ các nhà đầu tư. Đâu đó cũng nhờ vào cái chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng như là từ các nhà chủ đầu tư. Thì về tổng quan thì trong năm 2020 thì bức tranh bất động sản nó sẽ không quá lạc quan. Tuy nhiên nhìn ngược lại thì nó cũng sẽ không quá gọi là tiêu cực như những cái giai đoạn khủng hoảng trước như 2008-2009, mà nó sẽ thiên về kịch bản là nó sẽ có độ giảm sóc khá là tốt và sẽ hạ nhiệt dần dần, và đợi những cái giai đoạn mà khi thu nhập của người dân và nền kinh tế hồi phục lại thì thị trường nó sẽ có một độ bật khá là mạnh. Còn sang bức tranh năm 2021 thì khi mà chính phủ có thể có được dư địa nhiều hơn trong việc mà kích cầu kinh tế qua việc giải ngân công và các chủ đầu tư và các nhà và những người mua nhà đã có thể thích ứng hơn với hoàn cảnh dịch Covid, thì đâu đó thì cái sức mua có thể sẽ hồi phục lại khá là mạnh. Thì tổng quan thì mình 2020 thì mình thấy là bức tranh nó sẽ có nhiều gam màu sáng hơn. Rồi như vậy là view anh Cường cũng tương đối rõ ha. Tức là anh cho rằng là trước hết trong ngắn hạn từ đây đến cuối năm thì view của anh về ngành bất động sản là không quá lạc quan, nhưng mà theo kiểu bong bóng vỡ như kiểu chu kỳ trước thì sẽ không xảy ra do một số yếu tố support như anh vừa mới trình bày rồi. Và vì đây là ngành mà cũng theo cái chu kỳ của kinh tế nên là dự báo hồi phục trong năm sau thì ngành cũng sẽ có phục theo, đúng không? Rồi, thế còn anh Phục có thể đưa chia sẻ ra cái nhà đầu tư review tổng thể của anh về ngành trước. Dạ vâng ạ, thì trước tiên là anh Cường và các anh chị chuyên gia trong Sài Gòn đã đưa ra rất là cụ thể và cũng khá là chi tiết, thì em rất là đồng tình với cái quan điểm đó. Về ngành bất động sản thì rõ ràng là cái giai đoạn này chúng ta khó có thể kỳ vọng một cái sự sụt giảm giá mạnh như cái giai đoạn 2011-2014 được. Nguyên nhân do một, đó là cái giá bất động sản ở giai đoạn này không bị thổi lên bong bóng quá cao như giai đoạn trước, đúng không ạ? Thứ hai nữa là
một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để hỗ trợ cái thị trường bất động sản trong cái giai đoạn này, đó chính là cái nguồn cung tiền giá rẻ như anh Cường có nói rất kỹ, đúng không? Nguồn cung tiền giá rẻ. Hiện nay thì cái lãi suất ngân hàng rất là thấp. Thế do đó thì nó vô hình chung nó đẩy cái định giá của các cái tài sản lên, trong đó có bất động sản. Và thêm một điều nữa là hiện nay thì các cái chủ đầu tư, năng lực tài chính của họ cũng tốt hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước, đúng không? Và họ có kinh nghiệm phát triển bất động sản rất nhiều rồi. Đó, ví dụ hay đặc biệt là có Vingroup, thì đây là tập đoàn này về cơ bản đã thống trị cái lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam, thì họ có tiềm lực tài chính rất là mạnh. Bởi vậy cho nên cái việc cung hàng của họ cũng theo cái lắng nghe theo cái nhịp đập của thị trường rất nhiều. Chính vì thế cho nên là cái thị trường bất động sản nhìn chung thì tôi nghĩ rằng là trong một vài năm tới thì khả năng cao nó sẽ không tăng giá, nhưng mà kỳ vọng việc giảm giá là không. Còn về cái việc đầu tư, đối với những nhà đầu tư ấy, thì nên lựa chọn các cái điểm, các cái vùng mà có cái tiềm năng mà đô thị hóa mạnh sau khi mà kinh tế thoát khỏi đại, thì đấy sẽ là những cái điểm sáng rất tốt. Còn về cái đất ở trung tâm chẳng hạn thì tôi cho rằng là sẽ triển vọng tăng giá và tăng trưởng trong tương lai sẽ không lớn, do cái đất trong trung tâm về cơ bản đứng ở mức khá cao. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải lưu ý một điều rằng cái bất động sản mặt bằng cho thuê ấy, thì rất là khó trong cái tương lai, bởi vì cái công nghệ hiện nay phát triển ngày càng mạnh, bán hàng online rồi là các cái cửa hàng người ta bây giờ không cần nhiều nữa. Thế do đó là nhà đầu tư vào bất động sản cần phải hết sức chú ý những cái điểm đó. Và đặc biệt nếu muốn quan tâm đó là các cái bất động sản có thể ở vùng ven, vào các cái khu vực mà đang có cơ sở hạ tầng phát triển tốt và đô thị hóa tốt ấy, thì đấy là về cái lĩnh vực bất động sản. Còn về cổ phiếu bất động sản thì hiện nay thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng rằng là kết quả kinh doanh nó sẽ tăng mạnh ngay trong giai đoạn này, mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái doanh nghiệp bất động sản nào có tiềm lực tài chính tốt và có các cái dự án sẵn sàng chuẩn bị để đón khi mà kinh tế trở lại, thì đấy là những cái cổ phiếu bất động sản sẽ có cái cơ hội tăng trưởng rất tốt. Và ngoài ra thì chúng ta còn cần phải xét thêm cái yếu tố tài chính như là doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp đó có phát hành trái phiếu với lãi suất cao quá nhiều hay không, thì đấy cũng là một trong những cái để phân loại xem là ông nào sẽ có thể là không những là sống khỏe qua giai đoạn này mà thậm chí còn lại thâu tóm được những người ông khác nữa. Đó, thì đấy là cái quan điểm của em về cái một chút về cái thị trường bất động sản chung. Rồi, như vậy là từ cái phần chia sẻ của anh Phục thì mình có thể tóm tắt lại một vài điểm chính thôi. Tức là anh cũng có chung quan điểm với anh Cường là cái sự mà mang tính chất kiểu đổ vỡ của ngành bất động sản là sẽ không có, vì những cái yếu tố khác biệt so với giai đoạn trước rồi. Còn về những cái phân khúc thì anh Phục cho rằng là nên chọn những cái phân khúc mà nó có cái yếu tố về quy hoạch đô thị hóa, vân vân, so với cái kiểu mà ở trong trung tâm thì khi mà giá nó đã tương đối ổn định trong trung tâm này sẽ cơ hội nó sẽ ít hơn. Còn riêng cái phân khúc mà mình cho thuê, như trong cái phần đầu mình cũng có chiếu một số cái slide thống kê cho thấy là khi Covid xảy ra thì nó bị giảm rất là mạnh, và cùng với lúc đó thì là yếu tố công nghệ online nó mạnh lên rồi, thì cái giá trị của mặt bằng mặt tiền nó sẽ không còn như ngày xưa, đúng không ạ? Đó là một số điểm chúng ta lưu ý ở cái chu kỳ này. Ngoài ra thì riêng về việc lựa chọn các doanh nghiệp thì anh Phục cho rằng là cái việc lựa chọn thì nên ưu tiên những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt và có những yếu tố mà sẵn sàng khi mà cái chu kỳ nó quay trở lại tốt hơn, đúng không ạ? Đó là một số cái ý của anh Phục. Rồi thì còn trong đầu phía Nam thì anh Ngọc có thể cho cái view tổng thể về ngành, cơ hội và rủi ro đối với ngành bất động sản nói chung được không? Bất động sản ở trong miền Nam á, cái diễn biến nó có lẽ là cái vận động nó sẽ mạnh hơn ở ngoài miền Bắc một chút xíu. Ngay cả từ 3 năm qua thì có rất nhiều nhà đầu tư lớn ở ngoài Hà Nội, họ cũng đã bắt đầu chốt lời đất ở Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, họ vào trong miền Nam. Họ rải tiền, họ mua từ Vũng Tàu cho tới Long An, Long Thành, tới Hồ Chí Minh, trọng điểm nhất là những cái khu vực miền Hồ Chí Minh á. Và khoảng tầm 6 tháng gần đây là chủ yếu là bất động sản Phú Đông, đó là nhộn nhịp nhất. Theo cái thông tin là nó sẽ thành lập thành phố mới thôi. Chắc chúng ta sẽ thấy là trong vòng 6 tháng trở lại đây, thậm chí là 1 năm trở lại đây thì những cái bất động sản mà mang phân khúc là cao cấp, ví dụ như những cái bất động sản mà những cái biệt thự này, hay là bất động sản của Vinhome chẳng hạn, thì cái nguồn cầu của nó sẽ không nhiều.
nó sẽ không nhiều, mà nguồn cung thì hiện tại vẫn cung ra đang khá là lớn. Và chúng ta sẽ thấy dễ dàng thấy được cái việc là cái mặt bằng giá chung á, của bất động sản cao cấp giảm đi khá là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thấy sự phục hồi sơ, phục hồi nhẹ khoảng tầm 5-10% của bất động sản đất nền. Thì thật sự mà nói thì cái giai đoạn từ năm 2000 tới 2010 là những cái giai đoạn mà cái ngành bất động sản nó có sự chuyển biến rất nhiều và các cái chính sách. Thậm chí có những cái giai đoạn mà bất động sản mà mua về mà 2 năm không có một cái mục đích sử dụng gì hết là nhà nước sẽ thu luôn, là coi như mất luôn số tiền đó. Đó thì cho tới giai đoạn này thì cái chuyện nó không còn nữa. Và trong suốt 10 năm qua, các cái nhà đầu tư vào ngành bất động sản nó không còn cục bộ như giai đoạn trước nữa. Họ đã, có nghĩa là những cái thành thị, những thành phố nhỏ nó cũng bắt đầu nó đô thị hóa và họ đầu tư đất ở quê họ luôn. Cho nên là cái mặt bằng giá của bất động sản nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với giai đoạn 2008. Cho nên là cái việc thổi giá bong bóng bất động sản nó cũng không còn nữa. Và chúng ta cũng thấy là cái thông tin vừa rồi, cái việc mà chính phủ, ngân hàng nhà nước muốn siết cái nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, thì anh em ai cũng biết được rằng là khi mà cái nguồn vốn mà được cung ra nền kinh tế nó có hai dạng, nó cung vào trong doanh nghiệp, nó cung cho vốn lưu động và thường là nó là vốn ngắn hạn, dùng để mua hàng tồn kho vân vân, thanh toán các công nợ. Cái nguồn thứ hai phần lớn đó là nguồn cho vay mua nhà, mua ô tô, thì đó là nguồn vốn dài hạn. Cho nên nếu mà nhà nước siết vốn ngắn hạn đi cho vay nhu cầu cung dài hạn á, thì rõ ràng chúng ta đang thấy là nhà nước đánh vào ngành bất động sản. Nhưng mà vừa rồi cái thông tin là nhà nước có thể giảm từ 6 tháng tới 1 năm ở cái việc là cái tỷ trọng đó giảm từ 40 xuống về 37 và về 35, thì bây giờ có thể là giảm từ 6 tháng tới 1 năm nữa, thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái áp lực về việc siết vốn của ngành bất động sản nó cũng giảm đi rất là nhiều. Nên rõ ràng nó sẽ có thêm cái dư địa nguồn cung tiền mới vào ngành bất động sản trong thời gian tới. Thì em cũng không cho rằng mặt bằng giá của bất động sản sẽ có sự bùng nổ đâu, nhưng nó sẽ giữ giá và có thể là có sự hồi phục ở những phân khúc đất nền là chính. Còn về view đầu tư thì em cho rằng là những cái doanh nghiệp mà chuyên phát triển đất nền và chuyên phát triển bất động sản cao cấp thì anh em thấy được rằng là đó là những cái bất động sản mang tính đầu cơ rất cao, tiền vào nhanh và tiền rút ra rất là nhanh. Tuy nhiên những cái bất động sản mà nó có mặt bằng giá thuộc dạng là trung cấp ấy, ví dụ như những cái dự án của thằng Nam Long nó xây đi, nó chọn những cái đối tác mà những đối tác mà cung ứng trong nước, cho nên cái nguyên vật liệu của nó cũng giá rẻ, cho nên cái hàng nó cung ra cũng thuộc dạng là trung cấp nên giá tiền rất là thoải mái cho người ta. Cho nên những cái người dân mà khi mà đi mua bất động sản, họ có thể họ chọn những cái bất động sản nó phù hợp với túi tiền để họ trả góp, thì lúc này doanh thu và lợi nhuận của những ông phân khúc trung cấp ví dụ như là Nam Long nó có thể nó sẽ vẫn duy trì được. Rồi. Tổng quan là bạn em quan hết. Ok. Đợi đợi anh một chút xíu nhé. Gần đây thì cũng có rục rịch một vài thông tin đất nền bất động sản ở một vài khu vực nó lên cũng rất là nhiều và cũng có nhiều môi giới quan tâm và nhà đầu tư cũng hỏi em rất là nhiều, đó là thứ nhất là khu vực Mê Linh của Đà Lạt nè. Nó cực theo cái view là bất động sản khu công nghiệp theo kiểu là công nghệ sinh học á, tại bây giờ là nó đang xây một cái tuyến cao tốc từ Hồ Chí Minh lên Đà Lạt và Mê Linh là nằm ngay cái đuôi của cái cao tốc đó nối vô trong phía Đà Lạt. Nhưng mà nếu như Đà Lạt là thành phố du lịch thì chúng ta không nên xây khu công nghiệp, tại khu công nghiệp anh em ai cũng biết nó là sẽ là ô nhiễm môi trường, nó không phù hợp với một thành phố du lịch, cho nên có thể cái khu vực chết xuống một chút phía Mê Linh hay là phía Lâm Đồng có thể xây được khu công nghiệp sinh học. Thậm chí là có một vài thông tin là người ta có thể trồng được cherry ở khu vực đó nữa. Thì cái thông tin này chưa có phải là thông tin chính thống. Cái khu vực thứ hai đó là khu vực ở Phước Thái, Long Thành. Tại vì nếu mà quan sát trên bản đồ chúng ta sẽ thấy là từ sân bay Long Thành đi Vũng Tàu, từ Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu cũng đi qua Phước Thái. Từ khu công nghiệp Châu Đức đi ra cảng Cái Mép Thị Vải cũng đi qua Phước Thái, thì rõ ràng Phước Thái nó đang là một cái trung tâm đầu mút kết nối giao thông giữa các cái khu vực này, và giao thông ở Phước Thái thì thật sự nó chưa có phát triển nhiều, cho nên cái dư địa để gia tăng cái added value, có nghĩa là gia tăng cái đô thị hóa ở khu vực này có thể là nó sẽ tăng mạnh hơn. Rồi, xin cảm ơn Ngọc. Cái khu vực dạ còn bổ sung thêm 3... dạ vâng ạ.
Rồi ok, anh nghĩ là những cái chi tiết đó thì mình cũng có thể bổ sung thêm một chút ở cái phần cuối cũng được. Ở đây mình tập trung vào cái view tổng thể trước. Thế thì từ cái phần chia sẻ của ba chuyên gia vừa rồi đúng không ạ? Anh thông tin nền của Tú vừa cung cấp cũng như là của anh Cường, anh Phục và Ngọc thì cho thấy là cái view chung tổng thể thì cũng không quá bi quan về ngành nông sản, đúng không ạ? Trong ngắn hạn thì do một số yếu tố xảy ra mang tính chất kiểu chu kỳ vân vân, đúng không ạ? Thì có thể là sẽ chưa phải là thuận lợi ngay lập tức, nhưng mà trong trung và dài hạn thì khi mà nền kinh tế hồi phục thì nhìn chung là ngành bất động sản vẫn còn rất nhiều cơ hội, đặc biệt là tùy vào từng cái phân khúc cụ thể nữa, đúng không ạ? Rồi trong cái phần tổng quan này có thêm một cái phân khúc. Thực ra là hôm nay thì cái panel hôm nay là chúng ta đang muốn là tập trung overview về ngành bất động sản trước, đúng không? Vì đây là một cái ngành mà cho đến cái thời điểm này thì nó là một ngành rất quan trọng với thị trường, các nhà đầu tư đều quan tâm, rất nhiều doanh nghiệp trong ngành này và những ngành có liên quan nữa trong cái chuỗi đó, đúng không? Bất động sản thì ảnh hưởng đến cả vật liệu xây dựng, người xây dựng các loại luôn. Đấy, và mọi người cũng không biết là liệu nó có bị một cú sụp đổ như giai đoạn trước không, rất cần nhiều câu hỏi đặt ra như vậy. Nên là mình muốn cung cấp một cái bức tranh tổng quan cho các quý nhà đầu tư trước. Sau đó thì có thể có một số panel khác mình sẽ tập trung vào một số phân khúc sau. Nhưng mà tuy nhiên thì trong buổi hôm nay thì trong panel của chúng ta cũng có analyst chuyên gia cover cái mảng về bất động sản khu công nghiệp. Thì xin mời bắt cung cấp cho các quý nhà đầu tư một số thông tin về cái phân khúc bất động sản khu công nghiệp. Mời bắt từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chào mọi người, thì thực tế thì bất động sản công nghiệp thì năm nay có thể năm gọi là có điều kiện tốt nhất để mà phát triển mảng bất động sản công nghiệp này, và đây có thể gọi là mảng bất động sản mà tăng trưởng trong đợt dịch. Tuy nhiên là dịch Covid thì cũng đã tác động khá nhiều đến tình hình kinh doanh trong nước, và cái yếu tố lớn nhất mà để có thể kích cầu được cái bất động sản công nghiệp đó chính là FDI. Thì trong 8 tháng vừa qua thì FDI đã sụt giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng có thể dễ hiểu hơn khi mà cái giao thương quốc tế, những cái chuyến bay thương mại, những chuyến bay thương mại của các quốc gia khác, họ không thể nào tới được Việt Nam, cho nên không thể nào kết nối được và xem xét và cũng như ký kết các hợp đồng của công nghiệp. Cho nên việc mà FDI giảm trong 8 tháng vừa qua, tôi cho rằng là nó sẽ không tác động quá nhiều đến cái nguồn cầu trong tương lai của bất động sản công nghiệp, đặc biệt đó là cái giá bất động sản công nghiệp trong 6 tháng vừa qua vẫn duy trì đà tăng, đặc biệt đó là ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Bà Rịa Vũng Tàu tăng sấp xỉ từ 9-10%, đó là giá thuê đất công nghiệp. Ở slide tiếp theo thì đây là một số cái thông tin cập nhật mới về bất động sản công nghiệp. Thứ nhất đó là việc mà Nhật Bản họ tung ra các kho gói hỗ trợ để chuyển dịch các công ty từ Trung Quốc sang các quốc gia khác. Trong đó thì đợt 1 là tháng 6 vừa qua thì 15 công ty trong số 30 công ty chuyển đến Đông Nam Á đã lựa chọn Việt Nam là nơi đặt chân. Thì chúng ta có thể trên cái hình đó là 15 công ty theo Gesto. Và vòng thứ hai là thông tin mới gần đây nhất, thì là vào tháng 7 1.700 công ty đã đăng ký chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc để nhận được gói hỗ trợ. Thì như thế tiềm năng tương lai của bất động sản công nghiệp là có thể rất là tốt khi mà đón được cái yêu cầu đất của các công ty này. Đất bất động sản công nghiệp của Việt Nam cũng thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, cụ thể hơn đó là hai cái nhà đầu tư mới rất là tập đoàn WHA của Thái Lan, khi mà họ xin làm hai công nghiệp mới ở Thanh Hóa với diện tích là khoảng hơn 1.300 hecta, cũng như là tập đoàn bất động sản Logos là có kế hoạch growth khoảng 350 triệu đô vào lĩnh vực logistics ở Việt Nam. Đây là một cái tín hiệu một lần nữa là chứng minh được đó là sự thu hút của bất động sản công nghiệp ở Việt Nam. Hình thứ ba đó là thông tin tôi mới cập nhật mới nhất, đó là một cái sản phẩm mà Google sản xuất tại Việt Nam, đó là Pixel 4a. Thì đây là sản phẩm mà đã được sản xuất tại khu công nghiệp Việt Nam sau khi mà Google chuyển dịch cái nhà máy sản xuất của họ từ Trung Quốc sang một phần sang Việt Nam. Thì như ở đây là sản xuất tại Việt Nam và các phụ kiện là vẫn là ở Trung Quốc, và chúng ta có thể kỳ vọng đó là những cái sản phẩm accessory đó có thể chuyển dịch tiếp qua được Việt Nam để mà tạo thành một cái chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Vậy thì rõ ràng cái tiềm năng của bất động sản công nghiệp nó vẫn đang rất là được kỳ vọng nếu mà xét về ngành. Qua slide tiếp theo thì chúng ta đã thấy được là cái chính phủ đã có kế hoạch mở lại đường bay các nước đối tác, có nghĩa là
các nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng đến và xem xét tiếp tục ký kết được những cái hợp đồng là được bỏ dở hoặc là xem xét các đất khu công nghiệp khác để mà tiến hành các loại chuyển dịch sang Việt Nam. Cái thứ hai đó là cái khả năng chống dịch của Việt Nam trong đợt Covid thứ hai đã được và thể hiện được trong cái sự ổn định trong việc sản xuất và việc duy trì được cái ổn định trong Covid trong tương lai. Và cái thứ ba đó là EVFTA cũng đã có hiệu lực hơn một tháng và thúc đẩy được những cái mà cái sản xuất trong nước, nhất là những cái mảng như là gỗ, giấy hay là thủy sản, nông thủy sản, thì nó như thế nó sẽ kích thích được cái nhu cầu mở rộng sản xuất hay nhu cầu đầu tư về sản xuất mới, và như thế thì đất bất động sản công nghiệp sẽ là một cơ một cái điểm sáng trong cái giai đoạn mà có cái nhu cầu có phát triển lớn như vậy. Tuy nhiên đó là view về thị trường, thì mình nghĩ đó là trong cái bất động sản công nghiệp thì đã rất nhiều nhà đầu tư cũng có thể biết được cái xu hướng này rồi, và thông tin vừa rồi cũng chỉ xác nhận là đó là bất động sản công nghiệp vẫn có thể chống chọi và có tiềm năng phát triển lớn trong cái đại dịch vừa qua. Nhưng mà nếu xét về đầu tư thì trên thị trường thì hầu như giá cổ phiếu bất động sản công nghiệp đã tăng khá mạnh, nhất là những công ty mà đã đạt được cái tăng trưởng lợi nhuận tốt. Ở trong slide tiếp theo thì mình đã có đưa ra một số thông tin, đó là tăng trưởng lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ và tăng trưởng giá so với đầu năm. Như chúng ta đã thấy đó là có những rất nhiều công ty mà đã đạt được cái sự tăng giá tốt trong cái đợt dịch vừa qua, chẳng hạn như dễ thứ nhất đó là SFC cũng đã đạt được sự tăng giá cao so với đầu năm. ENZ hay là DTD hay là VRG và các cổ phiếu có mức tăng giá tốt, và như thế nó sẽ tạo ra một cái quan điểm đầu tư, đó là giá đã phản ánh được cái tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu khu công nghiệp rồi. Tuy nhiên vì FDI giảm trong thời gian vừa qua cũng như là các chuyến bay sẽ đã bị hạn chế trong cái giai đoạn 6 tháng đầu năm, thì có thể kết quả kinh doanh ở quý 3 sẽ của các công ty bất động sản công nghiệp sẽ không tốt lắm, tại vì chúng ta chỉ còn khoảng tầm 15 ngày nữa là hết quý 3 mà cái nhu cầu từ cái nguồn vốn FDI và mở rộng sản xuất của các công ty nước ngoài họ đang bị gọi là ngưng lại. Thì như thế là chúng ta có thể kỳ vọng là với sự công nghiệp kết quả kinh doanh nó sẽ phản ánh tốt hơn vào cái quý 4, và đây cũng có thể là một cái cơ hội để đầu tư có thể lựa chọn một cổ phiếu nào điều chỉnh trong giai đoạn này để mà tiếp tục là một cái hành trình dài hơn cho bất động sản công nghiệp. Rồi, và đó là một số cái chia sẻ của em về ngành ạ. Xin cảm ơn bác. Đó là có một cái phần brief rất là thú vị trong cái phân khúc bất động sản khu công nghiệp. Thế thì các panelist khác có ý kiến bổ sung hoặc là bình luận gì thêm cái phân khúc này không? Và cái cơ hội cũng như rủi ro như thế nào? Thì xin mời anh Cường cho thêm quan điểm về cái phân khúc này. Mình thì cũng khá là đồng tình với Bách. Tức là nếu mà nhìn về cái xu hướng chuyển dịch thì đâu đó Việt Nam là một quốc gia hưởng lợi khá là nhiều trong cái việc dịch chuyển cái chuỗi sản xuất toàn cầu. Như mình thấy là quy mô của Việt Nam so với Trung Quốc là tương đối là bé. Thế nên đâu đó chỉ cần một phần bé cái sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang thì nó cũng tác động khá là mạnh lên cái quy mô bất động sản khu công nghiệp ở Việt Nam. Nhưng mà nhìn ở bức tranh rộng hơn, tức là mình nhìn khi mà trong cái giai đoạn suy thoái kinh tế thì bản thân các doanh nghiệp cũng như các tập đoàn đa quốc gia họ có xu hướng là co hẹp cái quy mô sản xuất và dừng các kế hoạch mở rộng. Thì về bức tranh chung thì nó chưa được thực sự là khởi sắc. Tuy nhiên mà về bức tranh riêng ở Việt Nam thì xu hướng trong chung dài hạn thì nó vẫn là một cái hấp hút tiền khá là tốt trong cái chuỗi sản xuất toàn cầu. Về các khu công nghiệp thì trong các khu công nghiệp thì mình thấy ở trong Sài Gòn có sự hấp dẫn tương đối là mạnh hơn so với trong ở ngoài Hà Nội. Đặc biệt những cái tỉnh có kết nối giao thông tốt, ví dụ như là Bà Rịa Vũng Tàu thì có cảng Cái Mép, cảng Đất Sâu, hoặc là các khu công nghiệp ở Long An. Thì đấy là hai tỉnh mà mình đánh giá khá là cao về cái tiềm năng phát triển khu công nghiệp. Thì mình sẽ nên tập trung vào các doanh nghiệp có quỹ đất sạch và có quy mô lớn ở những hai cái tỉnh này. Quy đất sạch, quy mô lớn. Vâng. Vũng Tàu và Long An. Và Long An. Rồi, ok. Đấy, đó là view của anh Cường. Thế còn anh Phục có muốn bổ sung gì view của anh trong phân khúc sản khu công nghiệp không?
Vâng ạ, về bất động sản khu công nghiệp như anh Cường và anh Bách có trao đổi rất là kỹ. Đó là về triển vọng dài hạn thì rõ ràng cái dòng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi một phần. Thì tôi rất đồng quan điểm này là trong tương lai thì lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp vẫn là khá tốt. Tuy vậy nếu mà nhìn về góc độ là định giá cổ phiếu bất động sản thì tôi nhận thấy rằng là về cơ bản giá cổ phiếu bây giờ gần như là đã phản ánh toàn bộ những cái triển vọng trong tương lai của cổ phiếu bất động sản rồi. Chúng ta hãy lưu ý một điều như này, để mà giá cổ phiếu tiếp tục có thể tăng trưởng mạnh hay không ấy, thì chúng ta phải xem kết quả kinh doanh nó tăng trưởng, có tăng trưởng mạnh hay không, hay là nó chỉ duy trì thôi. Còn về cái việc là thu hút FDI ở Việt Nam thì trong 8 tháng đầu năm thì ghi nhận là có giảm khoảng độ hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là 2021 thì hoàn toàn có thể là trở lại. Tuy vậy cái việc để mà giá cổ phiếu bất động sản công nghiệp có thể tăng trưởng mạnh trở lại thì cái FDI kỳ vọng phải tăng trưởng rất là cao nữa, rất là cao. Nhưng mà tôi thì chưa nhìn thấy cái sự chắc chắn trong việc tăng cao đó, tăng cao đó. Về định giá các cổ phiếu bất động sản thì hôm qua thì trong cái tuần vừa rồi ấy, thì tôi cũng có soi và cũng có xem xét qua, thì nhận thấy rằng thực sự nếu mà cái khi chúng ta đầu tư ấy, thì cái phần thưởng trên rủi ro ấy, nó phải lớn thì lúc ấy chúng ta mới gọi là đặt cửa mạnh. Nhưng mà tôi cân đo đong đếm lại thì thấy và cái phần thưởng, tức là cái phần tiềm năng có thể tăng giá trên cái phần rủi ro nếu mà thị trường xấu có thể giảm giá ấy, thì của cổ phiếu bất động sản lúc này là không hấp dẫn, nó chỉ 50-50 thôi đó. Thì đấy là cái đánh giá của tôi về cái cổ phiếu bất động sản như thế. Rồi, ok, anh Phục đưa ra một cái view cũng rất là sắc sảo về cái, vì là cái panel chúng ta là panel nghiên cứu về ngành, trao đổi về ngành nhưng mà lại dưới góc độ đầu tư, đúng không ạ? Thì cũng phải xem xét đến cái tiềm năng về giá của nó như nào trong một cái bối cảnh chung của ngành, đúng không ạ? Thì không biết là có các chuyên gia nào trong đầu Hồ Chí Minh muốn có cái view thêm trong cái phân khúc bất động sản khu công nghiệp nữa không? Trước khi chúng ta wrap up lại phần tổng quan và ta đi vào cái cụ thể ở phần cổ phiếu. Xin mời thêm các chuyên gia. Nếu như lúc nãy chúng ta nghe anh Bách chia sẻ, chúng ta sẽ thấy là có một vài cái nhà máy đã chuyển qua Việt Nam. Tuy nhiên là cái chuỗi dây chuyền của họ cũng chưa thực sự là dịch chuyển hoàn toàn qua Việt Nam. Và giờ chúng ta thấy được rằng là một cái dư địa lớn cho những cái doanh nghiệp bất động sản mà nó có một cái quỹ đất bự, một cái quỹ đất mà nó đủ để nó cover được cả một cái chuỗi dây chuyền, thì cái quỹ đất đó sẽ là hấp dẫn nhất cho nhà đầu tư lúc này. Thì đồng quan điểm với hai anh ở đầu cầu Hà Nội lúc nãy, thì hầu hết các cái doanh nghiệp và bất động sản cũng đang ở vùng fair value hết rồi, và cái downside risk rõ ràng là nó sẽ nhiều hơn là cái upside return. Và bên cạnh đó, bất động sản công nghiệp là một cái ngành vốn hóa khá là nhỏ. Thật sự thì đối với những nhà đầu tư lớn, tôi rất khó tư vấn cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Tại vì những cái doanh nghiệp mà có được cái vốn hóa lớn để mà đầu tư á, thì nó lại gặp câu chuyện là nội tại doanh nghiệp có vấn đề. Ví dụ như IDA hay là VKMAX hay là Kinbank, nó đều có vấn đề ở ban quản lý hết. Còn những cái doanh nghiệp mà hấp dẫn để đầu tư, ví dụ như là IDV ở ngoài ngoài Bắc nè, ở trong này có ship nè, Nam Tân Uyên vân vân, thì vốn hóa nhỏ quá, mua rồi tới lúc bán thì cũng cực kỳ khó bán, và cái biến động của những cổ phiếu này nó cũng rất là cao, khó mà dự báo được. Bên cạnh đó thì có một cái cổ phiếu của ngành bất động sản của công nghiệp, ví dụ như là Phước Hòa, thì nó cũng có một cái dư địa nhưng mà có lẽ là vẫn còn sẽ là dài, trong nhiều năm tới thì chưa có ngay lập tức được. Ok, đó là cái thông tin ở cái phần đầu, cái phần tổng quan về ngành nói chung, đúng không ạ? Về bất động sản và thông tin tổng quan về cơ hội và rủi ro trong phân khúc bất động sản khu công nghiệp. Bây giờ chúng ta sang một cái phần thứ hai, là cái phần mà chi tiết về các cái cơ hội cụ thể cổ phiếu trong ngành bất động sản, đúng không ạ? Tất cả các phân khúc thì các chuyên gia có thể cho cái quan điểm là nếu mà ưu tiên lựa chọn những cơ hội đầu tư ở giai đoạn này thì các chuyên gia sẽ chọn những cái doanh nghiệp như thế nào, cổ phiếu như nào, có đề xuất gì những cơ hội tiêu biểu không? Hoặc là ở khía cạnh khác, những cái gì rủi ro mà cần tránh thì chúng ta cũng lưu ý cho các quý nhà đầu tư ha. Đấy. Thì cái này xin mời chia sẻ của Tú đi ha. Tú trong đầu Thành phố Hồ Chí Minh, với các cái phân khúc mà em theo dõi thì em có đề xuất gì về cơ hội đầu tư không, và những cái gì cần tránh, những cái gì cần ưu tiên, xin mời em, mời Tú. Cái phần này thì nó là phía không phải là phía đầu tú anh Văn ạ, nhưng mà em cũng có một vài cái chia sẻ cho nhà đầu tư. Ok xin mời Ngọc. Thì nhà đầu tư mà quan tâm tới ngành bất động sản
và đặc biệt là cổ phiếu bất động sản á, thì như lúc đầu em có chia sẻ cái view là những cái doanh nghiệp mà đang thiên chuyển những cái đang triển khai những cái dự án mà dạng cao cấp hoặc là những cái doanh nghiệp mà chuyên đi gom đất nền để bán, thì anh em hình dung là cái tính đầu cơ của những cái doanh nghiệp này rất là cao, dòng tiền đi vào cái ngành này, cái hai phân khúc này rất là cao, cho nên gần như cái tính hấp dẫn nó không nhiều. Và thật sự mà nói thì cái view trong thời gian tới một năm nữa, có thể Covid nó dậy nó xảy ra làn sóng thứ ba, thì cái phân khúc này có thể là phân khúc mà nó gây thiệt hại rất nhiều nhà đầu tư. Và bên cạnh đó có một cái may mắn là người Việt Nam mình cũng rất là mong muốn mua nhà ở thành phố, và các cái dự án bất động sản mà thuộc dạng trung cấp ở thành phố thì nó cũng rất là nhiều. Thì những doanh nghiệp mà có thể triển khai được những cái dự án tầm trung, ví dụ như là có An Gia nè, hay là Nam Long nè, đó là những cái doanh nghiệp mà tôi nghĩ là nó sẽ có được cái nguồn khách hàng, cái dòng tiền nó ổn định hơn, và nếu mà đầu tư những cái doanh nghiệp này nó sẽ an tâm hơn. Còn về bất động sản khu công nghiệp thì thật sự mà nói thì để mà mua ở vùng giá này thì không thoải mái để mua lắm. Nó có một cổ phiếu ví dụ như là Phước Hòa, thì có lẽ là anh Bách sẽ chia sẻ sâu hơn cổ phiếu này, anh Bách ạ. Về bất động sản khu công nghiệp thì như anh em đã trao đổi rồi, thì bây giờ là câu chuyện của đi dài hơn là câu chuyện của kỳ vọng vào một cái tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn. Đối với bất động sản khu công nghiệp thì quy mô mà để đạt được một cái quy mô lớn thì cái việc mà có một cái tiềm năng khá là chắc chắn thì có thể là Phước Hòa và Nam Tân Nguyên, bởi vì đây là hai cổ phiếu có thể đi đôi với nhau. Thứ nhất đó là Phước Hòa, cái chủ đất của họ về tiềm năng họ có kế hoạch chuyển dịch là hơn 4.000 hecta sang đất khu công nghiệp, và đa phần đó là đất cao su, cho nên là khi mà họ có thể chuyển, vấn đề của họ chỉ là pháp lý và thế lúc nào cũng chuyển thôi. Nên là nếu như mà nhà đầu tư có thể theo dõi được Phước Hòa, thì khi chúng ta chuyển dịch về cái khi mà Phước Hòa có những cái chuyển dịch và để xây dựng đất khu công nghiệp trên chủ đất của họ là một cái điểm rất là gọi là catalyst, rất là tốt để mà các công ty có thể để Phước Hòa tăng giá. Cái thứ hai đó là Phước Hòa có thể chuyển luôn đất thô cho các công ty khác, hay là công ty hoặc là đi ship bay nhà đầu tư. Nên đây là hai cái catalyst khá là đặc biệt cho Phước Hòa để mà có thể tăng trưởng tương lai trong dài hạn. Khi mà 3-5 năm nữa, khi mà cái quỹ đất liên tục tăng thì sẽ tạo ra Phước Hòa cũng như là tăng trưởng rất là tốt. Cái trong cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu về mình nghĩ đó là đi cùng Phước Hòa và Nam Tân Nguyên, bởi vì Nam Tân Nguyên khi mà đã nhận được 300 hecta đất từ Phước Hòa thì họ có khả năng họ cho thuê dựa vào cái tệ khách hàng vốn có của họ, cũng như đó là giá trị đất cao của khu vực Bình Dương. Đó là những cổ phiếu mà mình thấy rất là khá là tiềm năng. Đối với cổ phiếu như là SC hay là những cổ phiếu ở Vũng Tàu thì chúng ta có thể cân nhắc khi mà giá cổ phiếu bắt đầu được chỉnh, tại vì theo như mình cũng có xem xét thì là quý ba quý bốn này khi mà các đơn hàng các đơn hợp đồng mà ký kết đó họ chưa có ghi nhận và kết quả kinh doanh có thể sẽ không tốt như hai quý đầu năm, thì có thể là một cái cơ hội điều chỉnh để mà nhà đầu tư có thể gọi là tạo ra một cái việc mua bán ở trong cái đó là về cổ phiếu bất động sản. Em có một cái bổ sung thêm là rồi ok từ từ nhiều gọc dạ một tí để anh mời các nhà đầu tư mà đặt câu hỏi đã, đúng không ạ? Vì chúng ta cũng sắp đến cái phần thảo luận với các quý nhà đầu tư ấy, thì trong khi chờ các chuyên gia trao đổi thêm về các cái cơ hội đầu tư cụ thể trong ngành, thì các quý nhà đầu tư có thể tranh thủ chúng ta thông qua cái kênh Facebook của VNRX, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia để tí nữa đến cái phần đó thì chúng ta có thể giao lưu luôn để nó hiệu quả hơn. Rồi, xin mời Ngọc. Em có một cái bổ sung là rất nhiều người mong vẫn quen với việc là đầu tư bất động sản rồi, tuy nhiên là cái hiệu suất khai thác của cái đầu tư này nó không còn hấp dẫn trong 2 năm qua, và thậm chí là họ tìm tới cái kênh cổ phiếu bất động sản. Nhưng mà rõ ràng là về yếu tố dịch bệnh, những cái rủi ro về doanh nghiệp cũng như là siết nguồn cung tiền vào trong ngành bất động sản khiến cho những cái kênh tài sản tăng trưởng như là cổ phiếu hay là dự án bất động sản nó không còn hấp dẫn. Tuy nhiên là chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải đầu tư cổ phiếu hay là chúng ta đầu tư đất nền vân vân. Nó còn một cái kênh đầu tư nữa là cái kênh trái phiếu bất động sản. Nếu như anh em mà hiểu về ngành bất động sản, anh em sẽ thấy là có rất là nhiều doanh nghiệp đã từng trải qua, ví dụ như đất xanh thì nó cũng qua 2 chu kỳ kinh tế rồi và nó sống rất là tốt.
Thì cái phần trái phiếu bất động sản này có lẽ là Phương sẽ chia sẻ cho anh em chúng ta chút anh ha. Về trái phiếu bất động sản này thì rõ ràng là nếu như so sánh giữa ba phân loại tài sản đó, là cổ phiếu, trái phiếu và các dự án bất động sản thì trái phiếu nó nằm giữa loại tài sản dòng tiền khác với cổ phiếu bất động sản và những dự án bất động sản thì nói về cái view là về quản lý tài sản đi thì đó là khi mà phân bổ tài sản mình vào bên trái phiếu ấy, thì cái nó sẽ phục vụ được những cái mục tiêu trong ngắn hạn một hoặc hai năm tới nếu như mà người nhà đầu tư đang có một dự bị và họ biết được là trồng tiền mình cần bao nhiêu thì đó là khi đầu tư vào trái phiếu bất động sản thì mình sẽ có một cái kênh đầu tư an toàn hơn. Bên cạnh đó là có những người mà họ chờ cái sự phục hồi của ngành bất động sản thì họ cũng có thể nấu tiền vào trong trái phiếu bất động sản thì đó vẫn là một cái kênh thay thế khá là hay chứ không nhất thiết là chúng ta phải cố đắm ăn xôi vào một cái ngành mà cái rủi ro nó vẫn còn đang rất là cao đúng không ạ? Ừ. Ok, có một điều thú vị của panel chúng ta hôm nay là ngoài các chuyên gia về phân tích về đầu tư cổ phiếu đúng không ạ thì chúng ta lại có thêm những chuyên gia tư vấn về quản lý tài sản. Chính vì thế mà cái phân khúc chúng ta nhìn không chỉ là giới hạn ở cái tài sản cổ phiếu mà còn là những trái phiếu đó. Thì vừa rồi là cái góc nhìn bổ sung từ phía anh Ngọc và anh Phương rất đáng lưu ý và các quý nhà tôi sẽ để tham khảo ha. Rồi bây giờ ta quay lại tiếp cái câu hỏi về những cái câu hỏi đầu tư cụ thể trong nhóm ngành bất động sản nói chung và các cái phân khúc cụ thể cũng như là cái sự rủi ro ở những cái phân khúc như nào. Thì vừa rồi chúng ta vừa nghe một số ý kiến từ anh Ngọc, anh Bách và sự bổ sung của Phương rồi. Chúng ta muốn nghe thêm ý kiến từ view đầu tư từ phía anh Cường và anh Phục về đầu tư cổ phiếu ha, cụ thể trong cái phân khúc ngành này và bất động sản. Thì xin mời anh Cường. Nếu mà mình nhìn nhận thị trường bất động sản thì mình vẫn muốn đi từ doanh nghiệp hơn. Thì như mọi người cũng có, chắc là cũng có cùng quan điểm đó là nếu mà nói về một nhà phát triển bất động sản ở Việt Nam thì Vinhome là một gọi là người dẫn dắt thị trường. Chính xác là người tạo lập thị trường, tạo sản phẩm và dẫn dắt thị trường. Và các nhà đầu tư ở khía cạnh là các doanh nghiệp phát triển bất động sản khác cũng là những người là đi theo những cái sản phẩm của Vinhome. Thế nên nếu mà nhìn về góc độ mà phát triển đô thị và cùng cái tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam thì mình vẫn đánh giá Vinhome là một cổ phiếu tương đối là hấp dẫn. Mình nhìn những gì Vinhome họ đã thực hiện được từ giai đoạn lên sàn, tức là về khía cạnh doanh nghiệp, mình sẽ thấy được cái sự tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của Vinhome rất là tuyệt vời. Với một doanh nghiệp luôn giữ vai trò là top đầu thị trường, quy mô tài sản rất là lớn. Tuy nhiên trong năm 2018-2019 và 6 tháng đầu năm 2020, họ vẫn luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng rất là vượt bậc so với những cái doanh nghiệp có quy mô tài sản bé hơn. Thì đâu đó cái năng lực của họ là luôn được thể hiện. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn thì mình nên đặt niềm tin và đặt kiểm soát rủi ro ở những doanh nghiệp ở top đầu của một nền kinh tế hơn là những doanh nghiệp ở cái vai trò follow sau. Thì đấy là về góc độ doanh nghiệp. Về mặt cổ phiếu thì rất nhiều cổ phiếu bất động sản theo mình đánh giá giai đoạn này là đang bị discount khá là sâu và ở mức giá hấp dẫn. Đơn cử mình có thể nhìn thấy đó là Đất Xanh. Đất Xanh là một doanh nghiệp cũng khá là định giá khá là hấp dẫn so với cái mặt bằng tài sản và cái năng lực phát triển họ. Thì mình cũng thấy là Đất Xanh họ xuất phát điểm là đi lên từ kênh phân phối bất động sản, sau đó họ tiếp tục là mở rộng sang là chủ đầu tư phát triển bất động sản. Thì cái việc support và hỗ trợ của hai lĩnh vực này đối với Đất Xanh là khá là tốt và cũng là một lợi thế của họ so với những cái chủ đầu tư phát triển bất động sản khác. Với mức giá đâu đó bây giờ PBook đang ở vùng khoảng tầm 0.7, 0.8, tức là thấp hơn khá nhiều so với Book. Đồng thời cái quỹ đất và các dự án của họ khá là nhiều. Thì mình về mặt cổ phiếu thì mình thấy Đất Xanh là một cổ phiếu đang được định giá khá là thấp trong cái giai đoạn mà thị trường đang bị đánh giá kém hơn rất. Ok, như vậy là anh Cường có view trên hai doanh nghiệp cụ thể, một là Vinhome ở góc độ doanh nghiệp, thứ hai là về mặt cổ phiếu do là chiếc khấu sâu ghi vinh cái tình hình nói chung thì anh đang đề xuất là Đất Xanh đúng không ạ? Rồi chứ còn view đầu tư cụ thể các cổ phiếu doanh nghiệp như nào thì anh Phục xin chia sẻ với các quý nhà.
Vâng ạ, thì đối với cổ phiếu bất động sản thì thực sự là về quan điểm cá nhân thì từ trước nay thì tôi cũng chưa được yêu thích cái dòng cổ phiếu này lắm. Bởi vì một trong những cái nguyên nhân mà tôi đánh giá cổ phiếu bất động sản chúng ta cần phải lưu ý nhé. Tôi cũng có tham gia đầu tư vào cổ phiếu bất động sản rất nhiều, nhưng chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Đó là đặc thù kinh doanh của ngành bất động sản. Các cái lãnh đạo doanh nghiệp thì họ thường xuyên họ phải đi xin dự án và rất nhiều các cái thứ khác. Thì do đó là vấn đề ở chỗ là đa phần các doanh nghiệp bất động sản khi cái chu kỳ kinh tế đi lên, bất động sản bán rất tốt, lợi nhuận thì có thể book kha khá, nhưng mà cổ đông thì về cơ bản là gần như không được hưởng lợi gì cả từ cái việc cổ tức rất là thấp này. Trong khi khó khăn thì cái cổ phiếu bất động sản nó lại thỏ ra là khá là đuối so với những cái nhóm ngành còn lại. Thì chúng ta cần phải lưu ý một điều như thế. Hơn nữa là khi định giá cổ phiếu bất động sản thì chúng ta cũng phải lưu ý là không chỉ là nhìn vào quỹ đất và nhân ra tiền đâu. Bởi vì nó còn rất nhiều các cái chi phí ẩn và những cái thứ rồi là các xuất ngoại giao vân vân. Thì đấy là những cái lưu ý. Còn về cổ phiếu bất động sản thì từ những cái cơ sở đánh giá về chất lượng tài chính tốt này, quỹ đất lớn này và ban lãnh đạo quản trị ok, thì tôi có đánh giá rất cao cái cổ phiếu Nam Long. Cổ phiếu Nam Long thì cổ phiếu này các cái khu đô thị của họ phát triển cũng rất là bài bản, tiền lại vừa túi với người tiêu dùng. Thế do đó thì đây là một cổ phiếu được đánh giá là khá là tốt trong tương lai. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý là nên mua Nam Long vào những cái giai đoạn giá điều chỉnh thấp đó, chứ cũng không phải là chúng ta mua luôn ở cái giai đoạn này. Đấy là cổ phiếu Nam Long. Cổ phiếu thứ hai thì tôi cũng rất đồng quan điểm với anh Cường, đó cổ phiếu Đất Xanh. Thì cổ phiếu Đất Xanh này thì quý vị và các bạn cũng lưu ý, đó là cổ phiếu này thì tôi cũng không cho rằng là nên đầu tư dài hạn 3 năm, 5 năm, mà chúng ta có thể đầu tư hiện nay với cái cơ hội là định giá đang rẻ. Thì cái tiềm năng tăng giá trên cái rủi ro giảm giá của Đất Xanh là rất thấp. Thì do đó đây cũng có thể là một cái cơ hội chúng ta đầu tư trung hạn. Ngoài ra thì cũng rất đồng quan điểm với các anh chị em tư vấn quản lý tài sản. Đó là chúng ta có thể xem xét mua các cái trái phiếu bất động sản của các cái doanh nghiệp mà tương đối an toàn. Thì hiện nay do cái nhu cầu phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản nó cao hơn các lĩnh vực khác. Thế do đó là tuy có thể là các doanh nghiệp ấy khá là an toàn, nhưng mà cái lãi suất lại trả cho nhà đầu tư lại khá là cao. Thế thành ra quý vị cũng cần phải tìm hiểu thêm về cái kênh này. Và cái lợi suất từ trái phiếu của bất động sản đâu cao đó gấp khoảng được cao hơn khoảng 50-70% so với gửi lãi ngân hàng cơ. Thì rất đáng để lưu tâm. Ok, cảm ơn Phục đã có một cái bổ sung và nhấn mạnh thêm cái kênh tài sản trái phiếu bất động sản, đúng không? Bên cạnh cái phần cổ phiếu anh Phục có bổ sung thêm doanh nghiệp Nam Long, bên cạnh là chia sẻ cái quan điểm đồng ý với cả anh Cường trong trường hợp kêu của Đất Xanh, thì là nên chắc là cái cơ hội do là cổ phiếu bị định giá thấp, đúng không ạ? Rồi ok, để xem thử nhờ. Rồi thế còn về view các cổ phiếu nói chung trong ngành vân vân các loại, thì các chuyên gia trong đầu phía Nam có bổ sung gì thêm không, ngoài những cái kênh mà chúng ta đã đề cập, ví dụ như trường hợp của Vinhome này, Đất Xanh này, Nam Long này, rồi hai cổ phiếu trong nhóm phân khúc ngành bất động sản khu công nghiệp là Nam Tân Nguyên và Phước Hòa, thì anh em còn bổ sung gì thêm đúng không ạ? Xin mời các chuyên gia đầu phía Nam. Ví dụ như có cái gì rất rủi ro cần tránh không thì chúng ta cũng lưu ý thêm, đúng không? Bật mức lên Ngọc ơi, anh không nghe được gì hết. Rồi ok, bây giờ thì nghe rõ, nghe được rồi. Anh nghe rõ mà. Rồi bây giờ nghe rõ. Nhưng mà tách bớt một cái gì đó nếu không nó bị vặn âm thanh. Rồi. Alo. Ok, bây giờ rõ rồi, tốt rồi. Dạ. Đối với ngành bất động sản thì thật sự lúc này chúng ta nên lưu ý nhất những cái hệ số liên quan tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Những cái hệ số về nợ ngắn hạn nè, những cái khả năng trả lãi EBIT trên lãi vay nè. Nếu như những cái giai đoạn bình thường, giai đoạn tốt thì có thể là EBIT trên lãi vay những doanh nghiệp có thể lên tới trên 10 lần. Và thậm chí có những một vài quý nó rớt về tầm 5 lần thôi, 5-6 lần thì vẫn có thể chấp nhận được, tại vì nó có dòng tiền. Nhưng mà đoạn này rõ ràng là khó, tại vì các doanh nghiệp mà muốn, những doanh nghiệp bất động sản mà muốn bán hàng tốt á, bên cạnh cái kênh online họ phải có cái kênh hội thảo. Một cái hội thảo tổ chức cả ngàn khách hàng ở dưới, ở trên là có những anh chuyên gia ngồi tư vấn phân tích vì sao phải mua bất động sản đó.
Và nếu như vào cái mùa dịch Covid như thế này, chúng ta không thể nào tổ chức những cái hội thảo tới vài trăm, tới cả ngàn khách hàng, thì việc cái nguồn cung ra thị trường nó khá là chậm, cho nên doanh nghiệp bất động sản nó sẽ bị hụt dòng tiền rất nhiều. Cho nên nếu những ông nào ngành bất động sản mà EBITDA lãi vay mà rớt tầm dưới 10 lần thì khả năng cao là trong nó duy trì tầm 2-3 quý liên tục thì khả năng cao xảy ra việc là nộp đơn giống như là Novaland mà khá cao. Bên cạnh đó là chúng ta nên chú ý với những cái khoản phải thu của doanh nghiệp nữa. Tại vì cái mùa này mà công nợ mà nhiều quá mà không thu được, nó cũng mệt mỏi về mặt vốn lưu động. Thì đó là một vài cái lưu ý của em đối với đầu tư. Rồi, ok. Yeah. Anh Ngọc có gây lên cái rủi ro trong việc trường hợp mà chúng ta sàng lọc bớt, đúng không? Những cái doanh nghiệp chúng ta chú ý trong, nhất là trong bối cảnh như này, tình hình nó khó khăn về dòng tiền, thì những doanh nghiệp nào mà có tình hình nói chung là sức khỏe tài chính không được tốt thì chúng ta cần phải hết sức là thận trọng, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra các anh em trong khu phía Nam có bổ sung thêm gì về view đầu tư nữa không? Những cái phân khúc cụ thể, những cổ phiếu nào cụ thể anh em đề xuất không? Từ nãy tới giờ thì các anh em cũng đưa ra một vài cái doanh nghiệp có lẽ là cũng nằm chung cái tiêu chí với nhau rồi. Đất Xanh, Nam Long, rồi bất động sản khu nghiệp như Phước Hòa, Nam Tân Uyên, thì quanh những cái mã đó là em nghĩ có thể đầu tư được ở giai đoạn hiện tại. Còn những cái doanh nghiệp còn lại thì có lẽ là phải chờ quan sát thêm, tại vì cái phân khúc của nó vẫn đánh là ở khá là cao cấp. Okay. Vẫn chưa thật sự là chạm tới được cái nguồn cầu thật sự lúc này. Và rồi, chắc chắn là nó sẽ gặp vấn đề về dòng tiền. Ok, như vậy là view của các chuyên gia khá là rõ rồi, đúng không ạ? Tóm lại là trong ngắn hạn là cũng là tương đối không khả quan lắm về view chung của tất cả các cái trong ngành, đúng không ạ? Có phân khúc khu công nghiệp thì do một số cái đặc thù riêng cho nên là có vẻ như được ưu ái hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái xét ở khía cạnh là cái phản ánh về định giá thì nó phản ánh tương đối nhiều rồi. Đó là view chung. Nhưng mà các chuyên gia cũng nhìn nhận chung là trong dài hạn hơn thì với cái đặc thù như ở Việt Nam thì ngành bất động sản vẫn còn khá nhiều cơ hội, kể cả trong cái phân khúc về bất động sản công nghiệp. Và về cơ hội đầu tư thì bên cạnh cái cơ hội về cổ phiếu mà các chuyên gia đã đưa ra, ví dụ như là Vinhome, Đất Xanh, Nam Long, v.v. thì thêm bất động sản trong khu công nghiệp thì có Phước Hòa, Nam Tân Nguyên, và đặc biệt là có hai chuyên gia tư vấn về quản lý tài sản thì có bổ sung thêm cái kênh tài sản là trái phiếu bất động sản rất hấp dẫn, thì anh Phục cũng có bổ sung trong cái phần này nữa, đúng không ạ? Rồi, bây giờ đã là view chung, còn bây giờ trong khi chờ đợi thêm vào đoạn sau thì tôi sẽ đặt một số câu hỏi của các quý nhà đầu tư đặt lên, đúng không ạ? Để mà chúng ta cùng giao lưu với các chuyên gia giải đáp này. Mình chọn lọc đây xem nào. Ok. Đầu tiên là câu hỏi mang tính chất tổng quan trước nhé. Các chuyên gia cho hỏi rủi ro đầu tư cổ phiếu bất động sản là gì? Đây là một câu hỏi của một nhà đầu tư Đạt Lan. Các chuyên gia hỏi rủi ro đầu tư cổ phiếu bất động sản là gì? Thì không biết là panelist nào sẵn sàng trả lời câu này trước ạ? Cái yếu tố đầu tiên mà có thể nhắc tới đó là cái khả năng trả nợ như lúc nãy có chia sẻ rồi đó anh Quang. Rồi, ok. Hệ số EBIT trên lãi vay, các cái khoản, cái hệ số thanh toán ngắn hạn v.v. thì phải coi trước để chúng ta lọc trước những cái doanh nghiệp mà nó an toàn, tương đối an toàn ở đoạn này. Rồi. Thứ hai là đối với những doanh nghiệp mà gần như nó hết quỹ đất á, ví dụ như ông nhà Đà Nẵng chẳng hạn, rồi hết quỹ đất rồi thì chắc chắn là trong tương lai nó sẽ không có dòng tiền. Thì đầu tư những ông này nó cũng không có giá trị gì về mặt định giá hết. Rồi. Tôi em chia sẻ lên một số cái thông tin về cái rủi ro khi mà đầu tư bất động sản công nghiệp. Rồi. Xét trên thị trường thì yếu tố lớn nhất đó là giá trị. Nhiều công ty bất động sản công nghiệp có cổ phiếu giá trị rất ít, và như thế nó tạo ra một cái rủi ro là khi mà cổ phiếu có một cái sự thay đổi lớn thì nhà đầu tư khó có thể mà rút ra được. Cái thứ hai mà nếu mình xét về cái giá trị cốt lõi của công nghiệp đó là cái việc mà các cái quản trị, thì chủ yếu các công ty công nghiệp thông thường là sẽ có cái sự chi phối của chính quyền địa phương hoặc là có cổ phần lớn của nhà nước, và như thế thì nó sẽ tạo ra một cái phong cách
gọi là quản trị doanh nghiệp, đó hơi hơi hướng là nhà nước một tí. Ngoài ra một cái yếu tố mà chúng ta có thể cân nhắc khi mà đầu tư vào cơ sở công nghiệp đó chính là về rủi ro về pháp lý. Tại vì thực tế những cái quy hoạch, những cái triển khai công nghiệp thường nó sẽ mất rất mất thời gian, và từ khi mà được phê duyệt, từ khi nộp hồ sơ niêm yết được phê duyệt và đến khi triển khai có thể mất lâu hơn là so với công ty họ dự báo. Và như thế thì khi mà các thông tin đó được đưa ra nó sẽ gây bất ngờ đối với nhà đầu tư khi mà đầu tư chứng chỉ. Rồi, cảm ơn phần trả lời của anh Ngọc và anh Bắc, đúng không ạ? Như vậy là nói chung với các doanh nghiệp bất động sản thì cần phải chú ý xem cái sức khỏe tài chính, về mặt dòng tiền, vân vân, các loại nợ. Trong phân khúc khu nghiệp thì rủi ro liên quan đến chính quyền và địa phương đó, đúng không ạ? Họ cũng có sở hữu trong các bất động sản khu công nghiệp thì ta xem được là cái phong cách quản trị nó như nào, là một yếu tố, mà ngoài ra yếu tố pháp lý nữa, rất quan trọng trong trong cái ngành bất động sản, đúng không ạ? Ok, ta qua câu hỏi tiếp theo nhé. Các chuyên gia nhận định về BHR, quỹ đất lớn dự kiến trong 3 năm tới thì ghi nhận dòng tiền được bao nhiêu? Một cái câu tương tự nữa là chuyên gia phân tích giúp kỹ hơn về cổ phiếu Phước Hòa tầm nhìn 1-3 năm ạ. Anh em này chia sẻ. Về Phước Hòa thì thực tế vừa rồi thì Phước Hòa cũng đã nhận được tiền bồi thường từ tiền đền bù đất từ Nam Liên Viên, thì đấy cũng là một trong những cái nguồn gọi là kinh doanh tốt cho Phước Hòa, nguồn tiền tốt cho Phước Hòa trong giai đoạn năm nay và bảo toàn được cái sự tăng trưởng của Phước Hòa. Thì cái thời gian thực sự mà nói thì đối với cái thời gian xử lý pháp lý của Phước Hòa thì nó rất là khó xác định. Tại vì những cái kế hoạch như là chuyển giao đất cho Nam Liên Viên cũng đã được nêu ra từ 2018-2019. Nhưng đến nay thì Phước Hòa mới chuyển giao đất cho Nam Liên Viên do vướng rất nhiều thủ tục về pháp lý. Cho nên là về trong vòng 1-3 năm tới thì thứ nhất mình kỳ vọng đó là sự tiếp tục triển khai là giao đất cho VCPA. Thì đây cũng là một nguồn tiền lớn, như là có một cái benefit khi mà VCPA họ triển khai công nghiệp là khoảng 20% người sẽ đến sẽ đưa về mà. Và cái thứ hai là chính Phước Hòa họ cũng triển khai họ xin triển khai những công nghiệp mới, thì đây là những cái mốc mà tôi có thể theo dõi để mà xem được là cái thời điểm đầu tư. Tại vì khi mà có những thông tin này ra thì mình nghĩ là cổ phiếu nó sẽ dần dần nó sẽ phản ánh về cái tiềm năng đất này. Còn về triển vọng về dòng tiền thì như mình đã trình bày thì là đến từ Nam Nguyên đã rõ ràng rồi, đến từ VCPA và đến từ việc đó là triển khai các khu nghiệp mới và tiêu tiêu như vậy. Rồi, ok, cảm ơn. Về view đầu tư Phước Hòa thì thật sự mà nói đây là một cái view dài hạn chứ không thể ngắn hạn được. Tại vì dòng tiền mà Phước Hòa chuyển giao đất cho Nam Tân Nguyên và V-Ship mặc dù là một cái dòng tiền lớn, nhưng mà thật ra nếu mà tính chúng ta thấy nó rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Nếu như Phước Hòa trực tiếp cầm cái đất đó đem đi cho thuê khu công nghiệp thì dòng tiền nó sẽ mạnh hơn, chưa kể là tiền nó có thể gửi ngân hàng để lấy cái dòng tiền tài chính nữa. Tuy nhiên là Phước Hòa cũng thật sự là đang xin để phát triển khu công nghiệp, nhưng mà cái thời gian pháp lý của cái ngành này nó đặc thù là nó phải mất tới 2 năm thì nó mới thực hiện được. Cho nên nếu mà nhà đầu tư mà quan tâm tới cổ phiếu này thì phải chấp nhận cái câu chuyện là phải nắm khá là dài. Ok, cảm ơn. Tuy nhiên thì Phước Hòa đợt này thì lại có thêm một cái catalyst khác, đó là giá cao su của mình. Cái này đó cũng là một trong những cái điểm sáng của Phước Hòa khi mà giá cao su thì cũng hỗ trợ cho cái nhà đầu tư. Anh bắt vừa bổ sung thông tin giúp cho cái nhà đầu tư không quên là Phước Hòa vốn là cổ phiếu độc quyền cao su, cao su tự nhiên, đúng không ạ? Thêm cái phần Phước Hòa có một lượng cao su rất là lớn ở Campuchia. Ok, rồi cảm ơn sự chia sẻ rất là hay của hai chuyên gia, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp nhé, xin phân tích sâu hơn về cổ phiếu Nam Long NLG, đúng không ạ? Giá như hiện nay có thể đầu tư được không? Và nếu đầu tư thì cần thời gian bao lâu? Mời các chuyên gia. Thật ra mà nói để mà đầu tư cái ngành bất động sản lúc này á thì tôi chỉ chọn được Nam Long thôi. Với giá bí mặt bằng giá hiện tại thì tôi nghĩ là vẫn có thể đầu tư được nếu như chúng ta cược vào phiếu dài hạn, tại vì Nam Long vẫn còn nhiều dự án có thể book được. Quỹ đất của Nam Long hiện tại hình như là quanh tầm hơn 600 hectare, đúng không? Hơn 600 hectare và vẫn còn dư địa để book.
Bên cạnh đó Nam Long khá là hay khi mà ảnh ảnh phát triển những cái công ty con, ví dụ như là Paragon Đại Phước nè, hay là Nam Long VCD nè. Những công ty con này chuyên đi săn những cái vùng đất giá rẻ, săn vùng đất giá rẻ và không có đánh quá nhiều trọng tâm vào những thành phố lớn đâu, cho nên là cái giá đất ảnh rất là thấp, và ảnh sẽ gom được cái vùng đất lớn, và như vậy thì ảnh sẽ xây được những cái mô hình thực trạng là township, nghĩa là nguyên một cái hệ sinh thái nó nằm ở trong nguyên cái khuôn viên của Nam Long luôn. Và dự án của Nam Long xây ra thì người ta có thể người ta ở trong đó, người ta cho con đi học hay người ta sinh hoạt làm việc ở trong đó luôn, thì nó rất là tiện về mặt dài hạn. Còn về ngắn hạn thì Nam Long vẫn có thể đầu tư được, tại vì như em chia sẻ lúc nãy thì cái phân khúc này đánh vào một phân khúc trung cấp và nó hoàn toàn thoải mái cho nhà đầu tư có thu nhập ở mức trung lưu từ quanh tầm 20 triệu đổ lên. Ok, cảm ơn Ngọc. Mong chuyên gia chia sẻ thêm về kênh đầu tư trái phiếu bất động sản, đặc biệt là các mã mà Vinarex đang phân phối như là DG, Hà Đô, IBA. Cái kênh trái phiếu bất động sản này thì để Phương chia sẻ anh Thanh. Rồi, mời Phương. Dạ, về kênh trái phiếu bất động sản ấy, thì nó sẽ, như anh đã chia sẻ, nó khác với kênh đầu tư cổ phiếu bất động sản cũng như dự án bất động sản, thì nó sẽ có dòng tiền đều hơn. Đồng thời thì cái biến động giá của nó cũng không như là cổ phiếu hay là những cái dự án bất động sản. Về các cái mã trái phiếu mà VNREX đang phân phối thì khi mà nhìn vào cái gói trái phiếu thì chúng ta nhìn vào những gì? Chúng ta nhìn xem thử là cái kỳ hạn bao lâu, lợi suất như thế nào, rồi kỳ trả lãi coupon ra sao. Đặc biệt thì những trái phiếu mà phân phối ở VNREX chẳng hạn thì chúng ta xem thử là cái chính sách mua lại như thế nào. Đối với VNREX thì chúng ta có hai loại trái phiếu là D-bond và V-bond. Thì đối với V-bond thì chúng ta có thể giao dịch hàng ngày, và thì nó sẽ phù hợp với những nhà đầu tư mà họ sẽ có cái nhu cầu về vốn không cố định. Còn D-bond thì nó sẽ theo cái kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 2 tháng. Cái tiếp theo phải nhìn vào đó là gói trái phiếu đó hiện tại đang có cái tài sản đảm bảo như thế nào. Tài sản đảm bảo ở đây nó là ý là khi mà doanh nghiệp có gặp vấn đề về tài chính thì cái lợi ích của nhà đầu tư được đảm bảo như thế nào. Khi nhìn vào trái phiếu thì có một số loại tài sản đảm bảo mà khá phổ biến, ví dụ như là quyền sử dụng đất, quyền tài sản, cổ phiếu của công ty con, cổ phiếu của công ty. Đối với đất xem thì cũng khá là đa dạng ở cái tài sản đảm bảo. Hà Đô thì nó là cổ phiếu công ty. Thì đó là cái tổng quan về những gói trái phiếu hiện tại VNREX đang cam kết và đang nếu mà chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy là cái trái phiếu của VNREX có cái tài sản đảm bảo khá là lớn. Ví dụ như số lượng tài sản đảm bảo của đất xanh nó gấp 4 lần cái quy mô của lượng trái phiếu phát hành. Hoặc là Hà Đô, cái số lượng tài sản đảm bảo đó, nếu mà đem chia cho cái lượng trái phiếu phát hành đó, thì nó lên cũng tầm hơn 200%. Đó thì rõ ràng là cái quyền lợi của nhà đầu tư đang được đảm bảo khá là tốt. Thứ hai đó là nếu mà chúng ta quan sát trên toàn thị trường, chúng ta sẽ thấy là trái phiếu VNREX khá lành, mặc dù là cái suất sinh lời quanh tầm từ 10-11%, nhưng mà nó khá lành tại vì nó sẽ có hai lớp đệm cho nhà đầu tư. Lớp đệm thứ nhất, khi mà anh chị đọc báo, anh chị thấy một cái thông tin là anh Quang nghe rõ mà nghe rõ rõ mà. Yeah. Bây giờ chúng ta thấy là thông tin không tốt của doanh nghiệp mà có thể dẫn tới phá sản doanh nghiệp, thì anh chị có thể đặt lệnh, anh chị bán ngay cái trái phiếu đó. Anh chị có thể đặt lệnh, anh chị bán ngay và tiền nó chỉ trong vòng 10 phút là nó về tài khoản ngay lập tức. Đó là cái lợi điểm khi mà đầu tư trái phiếu VNREX. Cái đặc điểm thứ hai là VNREX, cái phần trái phiếu D-bond nó có cam kết mua lại. Có nghĩa rõ ràng cho dù doanh nghiệp nó có phá sản thì VNREX cũng sẽ đứng ra gánh cái rủi ro đó cho anh chị nhà đầu tư khi mà chúng ta đầu tư trái phiếu. Thì đó là hai cái đặc điểm lớn nhất. Cũng có nhiều khách hàng lăng tăng là nếu vậy thì lỡ VNREX phá sản thì sao? Thì chúng ta dễ thôi, chúng ta sẽ lấy cái lượng trái phiếu này, cái lượng trái phiếu của mà cái doanh nghiệp đã phát hành, chúng ta chia cho cái quy mô vốn chủ sở hữu của VNREX. Ví dụ như tôi nói tới Bắc Hà đi, đem chia cho vốn chủ sở hữu VNREX thì nó quanh đâu đó tầm 3-4% thôi, nó không là gì hết. Cho nên là chúng ta có thể đầu tư khi mà đầu tư trái phiếu này. Một góc nhìn rất thú vị của anh Ngọc quá, và cũng như xin chia sẻ thông tin của anh Phương. Có lẽ là chúng ta cũng đã gần đến 1.5 tiếng của chương trình rồi, đúng không? Trừ đi khoảng 10 phút của giai đoạn ban đầu, có lẽ là cũng khá đủ thông tin cho các quý nhà đầu tư có một cái view tổng quan
về ngành bất động sản nói chung hiện nay trong phân khúc nói chung và phân khúc bất động sản khu công nghiệp, cũng như là một số cơ hội đầu tư và cả cái phần thông tin chia sẻ của các chuyên gia về cái kênh tài sản là bên cạnh cổ phiếu thì còn có trái phiếu nữa, cũng là một lựa chọn rất là thú vị trong giai đoạn này, đúng không? Thì xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình The Insights của các chuyên gia VNREX đến giờ phút này. Xin hẹn gặp lại các quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều tuần tới của một cái chủ đề tiếp theo, đúng không?